Ok, xin chào mọi người đã quay lại với Việt Nam Guy Stand Up một lần nữa. Và cái này sẽ là mọi người sẽ bước qua một cái case study gọi là YouTube No Fail. Và đây là cái series đầu tiên ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vô trong cái này loose way loose tại vì tôi làm cái ngách này đầu tiên là tại vì trong những người anh em á, có vài anh em cái là làm cái tô cái mẹ gì đó rồi. Ok, ví dụ như clip nào, tôi để tôi coi coi. Ra 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 cái thằng này đây. Thằng lâm cơm này này. Hey guys, 8 welcome triệu. back to my channel. As requested, I'm sharing a Với 4-day một cái meal kênh plan 8 triệu that như will thế help này. you to lose 10 kilos 2, in 10 days. This 4 meal plan is sẽ đăng ký unique như as thế này. it's oil and sugar free. I Thì have nó customized the diet sẽ plan with a slight tầm Indian touch khoảng and will be giving 500.000 two đô một breakfast tháng. and dinner Đó là options. chưa This meal kể plan is easy to follow and made with những easily available and inexpensive ingredients. This diet plan will give you good có results provided you à don't không, cheat for 10 days. I also recommend nó light to không làm moderate với lại một exercise bên thứ like ba nào walking. hết và hầu hết So là nó without much kiếm từ quảng ado, cáo. let's get started. Start your day with Những cái turmeric quảng tea cáo ở or lemon bên and những cái chia offer seed như này drink. nó rất là cao, Turmeric điểm is a sale nó tới natural 68.8 detoxifier. điểm The active ha. ingredient in Rồi, để turmeric, tôi known giải as thích cho mấy anh em curcumin, hiểu về cái điểm increases sale á. thermogenesis. Có This nghĩa là leads to cái fat skinny burning and receipt này helps nè. with weight Rồi. loss. Although lemons taste acidic, they are actually alkalizing within the body. Đây. Balancing the body's pH can Lose help to lower 10 kg. Đây. inflammation. Chia seeds are an ancient Cái superfood thứ này and đây. thought to have been a staple 8 of triệu Mayan and click có nghĩa là Aztec nó diets. The fiber in them chiếm helps you to trọn feel luôn fuller for a longer time. Thus, it cái prevents the từ đó rồi urge to have ha. unhealthy Rồi. snacks. Note that chia Ok. and basil seeds are Thì entirely mình sẽ different nói and về not mấy the cái same. tag sau. After 40 Những minutes, mấy anh have em your sẽ đi breakfast. với For tôi cái breakfast, I'm study sharing two study này smoothies. First one is apple banana tầm khoảng smoothie, which I had 6 already shared. cái The link will be case down below in the description study. box. Thì tôi To make the second sẽ smoothie, into my blender, I'm adding in one giải roughly thích chopped apple, và one medium carrot, nói cho roughly mấy anh chopped, em hiểu là half cup tại of sao water. không cần Note phải quay that I vlog. like my smoothie Tại slightly on the vì thicker những cái side. If you content của want mấy bạn thinner làm là smoothie, add trừ one khi cup nào water. mấy bạn Instead đã of nổi water, tiếng you can sẵn also rồi mà use mấy bạn coconut làm water còn or không any á, fruit YouTube juice. hãy Now làm giống squeeze như là in một one website, lemon. có nghĩa You là can also use bạn orange juice sẽ instead. làm For theo sweetness and for a sudden nội dung energy content boost, và lưu add in lượng người three dùng dates. ha. 1 tablespoon flax Rồi seeds, 1/4 thì teaspoon freshly cái ground cinnamon clip mà powder, or dàn như you thế can này á use a small mấy anh piece em of làm rất cinnamon dễ, stick. And tại now mấy anh em blend all không this cần sở hữu cái together gì hết until ha. everything is Rồi, nicely chúng mixed ta and sẽ combined. Apples contains compounds that promote the growth of good Được bacteria rồi, in your ok. stomach. The high Rồi, water content mấy anh and em vô amazing amount of đây. fiber will keep you How to full lose until weight. your next meal. Carrots are low in calories and Content full rất of là nhiều. nutrients. And it will provide you with vitamin A needed for the day. Did you Đây, know that vitamin 12 A tip plays a to role lose weight. in reducing Để abdominal tôi coi fat? nó có Even làm though chưa. dates are high in sugar, they contain many different minerals. These 12 minerals. tip to lose weight. Oh, wow. Yeah. Chính xác luôn. Chính xác là thằng ông nội này luôn. Thấy chưa? Nó không sở hữu bất kỳ cái video gì hết. Nó đang làm y như vậy đó. 1,4 triệu. Small Nguyên chỉ có một cái ngách science này thôi, để coi strict dieting isn't the only way to để slim coi lấy down. máy tính There tí are thôi. a few small Một changes you can make in your lifestyle cái and lượt eating habits that CPM will của help nó you lose more weight than you think. nè. Thực What sự exactly một should you một do? bốn Keep không watching không to không find không out. không chia cho But before we start, don't không forget to phẩy subscribe không to our năm channel and turn on notifications so that you won't miss any of our new hai videos. Number 12. hai Eat mươi spicy tám ngàn foods. đô Good news for everyone who một loves spicy food. Canadian clip. scientists have proven that hot spices Và and mấy anh em sauces vẫn sẽ increase làm được một metabolism clip như and thế keep này us from ha. wanting to eat Rồi, something ok. salty. Tôi sẽ quay lại như bên này. Rồi, ok. Thì tôi có demo một, do not skip. Đừng bỏ qua bữa sáng. Bỏ qua bữa sáng sẽ không giúp bạn
Giảm cân, bạn có thể bỏ qua những cái dinh dưỡng cần thiết và có thể bị hụt đi suốt một ngày vì bạn sẽ cảm thấy đói ha. Rồi, cảm thấy cái gì đi, tôi không có dịch rồi. Ba rồi, bốn, đâu, một hai ba bốn nè. Thì cái việc mà mình làm tùy theo cái ngách mà mấy anh em sẽ làm như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ đi từng cái để mà cho nó ra luôn, và tí hồi tôi sẽ giải thích cho mấy anh em tại sao mà mình sẽ phải đầu tư về cho một cái kênh niche và làm sao mà để cho nó đi lên rank cùng với mấy thằng kia luôn, kiểu như vậy ha. Tôi sẽ có một cái khóa học chuyên sâu về cái này, thì mấy anh em mà muốn học thì mấy anh em vui lòng đăng ký ha, và sẽ ra tiền và sẽ, mấy anh em sẽ có rất là nhiều cái nguồn thu nhập cho những cái việc mình làm kênh YouTube. Và mấy anh em làm tầm khoảng 6 tháng là mấy anh em sẽ có những cái nguồn thu nhập đều đều, và trong đó tôi sẽ bày cho mấy anh em vài cái trick để mà lên top. Ok, xong. Ok, rồi hãy xem đây là một ma thuật. Hiện tại thì tôi làm một cái niche là compilation nha, cho nên là hiện tại là cái content mà đi thu thập thì nó sẽ rất là khác ha. Rồi ok, rồi ok, suspense suspense, ok. Thấy chưa? Yeah, rồi thôi đeo về đi, về cho nó nhìn cho nó hay. Rồi anh em đợi luôn đi. Thì ở trong này là có template. Template có nghĩa là định dạng, có nghĩa là bạn chọn định dạng YouTube, định dạng phim, định dạng Instagram, định dạng của bên Facebook, định dạng của Twitter, mà thông thường chị sẽ là 16.9 ha, thì mấy cái đó sẽ ok. Còn script có nghĩa là mấy anh em copy kiếm nội dung cái gì đó về liên quan tới niche của mình đó, tới quay lót mấy bạn làm một một trăm cái loose way luôn. Ví dụ như how to lose weight fast. Thấy chưa? Mấy anh em để ý nè, 1 2 3 4 5 6 7 10 cái keyword để cho mấy anh em làm rất kinh khủng. Mấy anh em chỉ cần copy và dán, copy và dán, copy và dán, rồi cứ để nếu như vậy. Thậm chí là mấy anh em sử dụng cái phần mềm này và mấy anh em xài nó trong vòng 1 tháng 2 tháng gì đó, và mấy anh em trong những cái mục tiêu dài hạn, có nghĩa là mấy anh em làm khoảng 1.000 cái video nha về cái lose weight, những cái từ khóa nào có mà nó khác nhau về những cái ngách đó, anh em làm vô cái đây nè, keyword tool, keyword tool free. Rồi how to lose weight, à không, how to lose weight case study. Đây là một case study, những cái clip của tôi là một case study hết, mấy bạn có thể làm theo. Còn nếu mà học chuyên sâu thì cứ liên hệ đi, mấy bạn sẽ lên được pro. Rồi rồi, bicycling, bao nhiêu từ khóa, bao nhiêu cái nội dung để mình làm 467 video, liệu mấy bạn có chết chưa. Rồi bà ngoại bà gọi, dạ đợi con tí thôi ngoại ơi. 467 cái keyword cho cái niche này, và 467 cái keyword này cũng là 467 cái tag để mà mấy anh em
phủ nó ở trong này. Thì trong cái tool của tôi ở trong cái phần mô tả thì nó có một cái đây, nó có một cái tool rất là pro, có nghĩa là khi mà mấy bạn bấm loose quay nó sẽ ra tầm khoảng là 5 cái từ khóa để cho mấy bạn phủ, và chắc chắn là mấy anh em sẽ rank được lên, tại vì những thứ người ta tìm thì nó mới hiện, và mấy anh em sẽ lên phủ tất cả, mấy anh em làm chùm luôn, hiểu không? Đó, kiểu như vậy. Thì những cái gì mà có ích tôi mới chia sẻ cho anh em, chứ mấy thứ tào lao giống như là app hay là kiếm tiền Ola City hay là VNDC hay là Profit Exchange hay là thiết thị liên kết 5 tháng mới trả tiền về một lần như là Shopee hay Lazada thì tôi sẽ không dạy ha. Tôi sẽ tôi muốn mấy bạn phải hiểu ra những cái vấn đề đó, và mấy anh em phải là cực kỳ giỏi cho những cái việc của mình. Mấy anh em phải có những cái đầu tư nó nhiều hơn, chứ không phải là những cái copy rồi thế này thế nọ, nó rất là vớ vẩn. Và thậm chí là những cái thằng mà nó dạy mấy bạn á, là nó lấy tiền nó giàu lên từ mấy bạn, chứ không phải là nó giàu từ cái skill, nó không phải giàu từ cái kỹ năng của nó. Mấy anh em hiểu không ạ? Đó, thì tôi sẽ nhắc lại, tôi sẽ không nhắc bất kỳ cái đơn vị nào hết, và tôi chỉ muốn cho mấy anh em mở rộng cái mindset, mở rộng cái suy nghĩ của mình ra, để cho mình có những cái lựa chọn và những cái cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Ừ. 6% nữa. Đợi xíu. Một case study này, nếu mà tôi mở lớp ra tôi dạy, chắc chắn là sẽ có những người theo. Và mấy bạn yên tâm đi, chưa có cái clip nào ở trên YouTube mà làm tới 100 video mà không có một cái view nào hết. Thậm chí mấy anh em đang phủ tới 5.000 cái tag. Mấy anh em hãy nên nhớ là như vậy. Tí nữa tôi sẽ bày cho mấy anh em một cái phương pháp để kéo traffic và cho video của mình ha. Cực kỳ đơn giản luôn. Đợi xong đi tụi mình sẽ coi cái demo sau ha. 12 phút 45, chưa dài đâu. Mới chỉ có 1/3 thôi. Ok. 55.3 MP. Khá là HD đó. Rồi. Rồi. Bấm vô thử coi. Trial. Hãy coi nó chuyên nghiệp tới cái mức nào. Trời ơi. Ôi trời ơi. Hiện tại tôi đang làm compilation, cho nên là tôi nhường cái nick này lại cho cái ngách này lại cho mấy anh em nhé. Tại vì compilation là cái nội dung content, là nó bắt buộc nó phải upload mới mỗi ngày. À, mấy anh em thấy không? Khá là chuyên nghiệp và khá là kinh khủng. Ơi là trời, nó tự động tìm hình cho mình và nó có những cái gì đó nó liên quan tới giữa text, giữa chữ và cái video của mình. Trời ơi, thấy chưa? Ngũ cốc nè. Happen of the exit. Calorie you cannot slow through the code. Ok. Yeah. 2 phút. Sẽ như thế nào nếu như mấy anh em làm 400-500 video? Chả tốn gì hết ha. Rồi. Rồi. Thế tốt nhất đã làm cái clip này, để mấy anh em hãy thu thập content đi. Chịu không kiếm mấy cái ebook của Loose Way về mà làm. Kiểu như vậy. Nó chỉ có từng mục, mỗi mục là một video.
10 cuốn sách mấy bạn sẽ có 100 cái video kiểu như vậy ha. Rồi không, khá là đơn giản rồi, ok. Thì cái bản của mình thì nó chỉ là bản trial thôi. Thì cái void, mấy anh em từ đó là review auto void, mấy anh em nghe này nha. Yeah yeah yeah. Hi, my name is Eva and I would love to read the script for your video. Oh wow. So sit back, relax and I'll do all the hard. Oliviana. Hi, my name is Olivia and I would love to read the. Hi, my name is Anna wow. and I would. Hi, my name is Kate and I would love to read the script for your video. Oh wow. Đó. Trả phí nha. Rồi. Nó chỉ có đơn giản là như vậy thôi. Đó, thì một cái mẹo nhỏ cho mấy anh em là mấy anh em mua xài mà nó không có giới hạn cái gì hết. Và mấy anh em cố gắng làm trong vòng 1 tháng. Làm nhiều nhất video mà mấy anh em có thể làm. Rồi xong giữ đó, một ngày post tới 6 tháng. 6 x 30 là 180 video. Quá là ngon. Rồi, chúng ta sẽ vô là in sau đây là một cái trick nữa gọi là Instagram. Ok, vô đại đi. Rồi, bấm vô đây là weight loss. Weight loss. Rồi. Không, cái này nó ít quá. Weight loss. Weight loss. Rồi. Đây. Mấy anh em vẫn có thể làm như thế này. Một cái page như thế này. Rồi cái đây mình chèn cái link YouTube của mình vô trong này. Mấy anh em hiểu không ạ? Rồi. 189 follower. 326 like. Hashtag. Không biết gì về hashtag thì quăng copy của tụi nó quăng vô là xong. Kiếm cái hình nào mới giống như này. Đây cái gì đây? Bomber green. Trái lụ. Rồi. Thì để mà download được cái hình này về thì bấm là Instagram download. Download. Mấy anh em coi đây là một ma thuật. Copy. Pass. Ồ, cái hình này là nó lâu lắm rồi nè anh em. Hình này chắc chục năm quá. Download image. Yeah. Đơn giản. Rồi. Download photo video và reel là cái này nè. Cái này nè, mấy cái này nè. Đó, kiểu như vậy ha. Rồi. Ok. Thì cái việc mà kéo về Instagram thì ở trong cái marketing tool của tôi có cái phần mềm là mấy anh em cũng như vậy, mấy anh em setup hết, mấy anh em đào lò hết, một ngày mấy trăm hình đó mấy anh em đào hết, mấy đem mail hết. Mấy anh em hẹn giờ 10 cái bay quay loss gì á, mấy anh em up lên Instagram. Rồi xong tự động mấy anh em có view. Đơn giản là như vậy thôi ha. Rồi. Và ngoài ra thì mấy anh em sẽ không kiếm tiền từ quảng cáo đâu. Mấy anh em sẽ kiếm tiền bằng cái này nè. Clickbank thì tôi không có tham gia nhiều. Vì cái mạng Clickbank mình nói chung là làm cái à. Làm tối đa là 3 cái thôi. Ok. Chưa connect luôn, trả lại cái gì trong này hết. Ok, vô nè. Marketplace. Đây. Rồi.
Bấm cho tôi là weight loss. Rồi. Thì smoothie 24 ngày chương trình 21 ngày giảm cân nhanh chóng. Rồi. Chưa đâu. Mấy anh em mà mấy anh em phải chọn mấy cái này mà gray nó cao lên. Cái gray nó cái tỷ lệ chuyển đổi nó cao lên 125 là cao nè. Rồi, bấm cho Lefty Tóc sản phẩm của nó. Không. Ai, Health and Fitness. Resugar nè. Gray của nó là 291 điểm. Một sale mấy bạn được 109 đô. Cấm vô promo và bấm create hop link. Copy cái hop link này và quăng qua bên cái quăng qua nó chèn một cái call to action và chèn một cái link vô vô đây. 1 triệu view là mấy bạn chắc chắn mấy bạn có sale. 10,000 view mấy bạn vẫn có sale. Rất đơn giản. Awakens our immune system and decreases our appetite. Thì tôi đang có giveaway. Đang có một cái giveaway. Tôi đang có một cái giveaway. Đây. CPA Dash CPA và hai cái ebook này. Nó sẽ thay đổi luôn cái cuộc đời của mấy bạn. Hair dryers aren't just for. Nó hướng dẫn từng bước từng bước. Đây. You see, the heat từng makes you sweat, ridding your body đây, of đây, excess đây. Water weight. Từng bước, instead of torturing yourself at the gym, just grab a hair dryer. Rồi, đó, từng bước luôn, mấy anh em. Make a hot ginger compress for even better không results. Cần phải biết cái gì hết, mấy em. Anh em làm copy và dịch ra, mấy anh em làm. Kiếm tiền đầu tư, làm theo y chang như thế này. Là mấy anh em có tiền. Rồi. Nội quy như thế này. Để giveaway để nhận được cái CPA Dash như thế này. Thứ nhất, like video này. Hai, post comment. The same goes the other way around too. We eat less when the colors of our plate and food are highly contrasted. Vietnam. According to the scientists, eating off blue dishes is the best way to go. Stand up. Since products like fish, meat, and vegetables are a different color. Plus, các bạn sẽ lấy cái link mà cái video này khi video này đăng tải lên. Just try to make sure the colors of the plate and the food on it don't match. This weird trick actually works. Number 9. Eat cinnamon on a regular basis. If you love cinnamon, it shouldn't be a problem for you to stick to this recommendation. And if you don't, well, maybe you'll change your mind once you find out what it can do for your waistline. A study published in the American Journal of Clinical Nutrition found that cinnamon can reduce hunger and decrease appetite when eaten every YouTube day. Và mấy anh em post lên đó là xong. Và hãy post lên nhóm YouTube than those who ate pudding without it. So cinnamon can keep you from overeating and packing on the pounds. Bất cứ cái nhóm nào mấy bạn đang join vào. Turn the lights up and the music off. Xong. Nhận thưởng. You might be surprised and maybe a little mad to find out that restaurants sẽ use special boys to make you more and thus spend more money. Ba người đúng rồi. Ba người được nhận. Tricks, according to scientists at Cornell University, are lighting and music. Which, random comment. Can increase calorie intake by up to 18%. Tôi sẽ check ảnh lights cause chụp relaxation màn hình. Increased appetite. As for music, it makes us eat faster. So try this little experiment. Make your dining Mark environment lên, at home Facebook the complete group. Opposite. Là eat xong. Under bright lights and nếu turn mấy bạn off không hoàn thành, mấy bạn sẽ không được nhận. Ha, rồi. Number cái CP Dash nó có giá là no matter how healthy you eat,
73 đô. Hồi đó tôi mua là 73 đô. Thì tùy theo thị hiếu và nhu cầu của mình. Đó, tôi khuyên là mấy bạn nên tham gia đi. Rồi, ok. Video YouTube DoFi phần 1 tới đây là kết thúc. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc cho mọi người một ngày an lành và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người thân. Cheers!